Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 3 tháng 7 năm 2022 chưa có biến động. Giá gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long giữ mức giá ổn định. Trong tuần qua, lúa tươi Campuchia về nhiều hơn so với tuần trước, giá lúa cũng chững lại. Trong khi đó, giá gạo các loại ổn định, nguồn về nhiều. Thị trường lúa gạo ít biến động, nhu cầu gạo chợ đóng container trong tuần này tiếp tục ổn định. Với gạo Việt Nam, hiện giá chào bán gạo xuất khẩu đi ngang. Gạo 5% tấm là 418 đô, 25% tấm là 403 đô, 100% tấm là 383 đô. Gạo Việt đang lên kệ tại các siêu thị tại Nhật, Pháp, Đức, Mỹ, cho thấy chất lượng gạo Việt đang chinh phục những thị trường cao cấp nhất thế giới. Việc gạo Việt Nam xuất khẩu thành công sang Nhật Bản và châu Âu tiếp tục là một dấu ấn quan trọng đóng góp vào thành công chung của xuất khẩu gạo Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lũy kế xuất khẩu gạo đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2022 đạt 3,11 triệu tấn với trị giá là 1,5 tỷ đô. Trong tuần qua, thị trường gạo châu Á, khách hàng chuyển qua mua gạo Ấn Độ nhiều hơn do mức giá thấp. Giá gạo cụ thể hôm nay như sau. Gạo IR50404 nguyên liệu là 8.400 đến 8.500 đồng, thành phẩm là 8.800 đến 8.900. Gạo OM5451 nguyên liệu là 8.700 đến 8.900, thành phẩm là 9.400 đến 9.550 đồng. Gạo OM18 nguyên liệu là 8.900 đến 9.100, thành phẩm là 9.500 đến 9.600. Gạo Đài Thơm 8 nguyên liệu là 9.000 đến 9.200. Thành phẩm là 9.700 đến 9.850 đồng. Giá phụ phẩm cụ thể như sau. Tấm IR504 ở mức 8.650 đến 8.750 đồng. Cám khô là 9.050 đến 9.150 đồng. Tại chợ lẻ, giá gạo cụ thể như sau. Gạo thơm Jasmine từ 15 đến 16.000 đồng. Nếp ruột 14 đến 15.000 đồng. Gạo thường từ 11.500 đến 12.500 đồng. Gạo nàng nhan là 20.000 đồng. Gạo thơm thái hạt dài từ 18 đến 19.000 đồng. Gạo hương lài là 19.000 đồng. Gạo trắng thông dụng là 14.000 đồng. Nàng hoa là 17.500 đồng. Gạo sóc thường 14.000 đồng. Sóc thái là 18.000 đồng. Gạo thơm Đài Loan là 20.000 đồng. Gạo Nhật 20.000 đồng. Giá bán tại chợ Phạm Văn Hai, thành phố Hồ Chí Minh như sau. Gạo ST25 ruộng tôm 27.000 đồng. Gạo lứt huyết rồng 26.000 đồng, gạo Campuchia 22.000 đồng, gạo lài miên 23.000 đồng, gạo nàng hoa gò công 19.000 đồng, gạo thơm thái 16.000 đồng, nếp ngỗng 20.000 đồng, nếp bắc 28.000 đồng. Giá mang tính chất tham khảo, sẽ có sự chênh lệch nhất định tùy theo khu vực. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Cảm ơn bà con và kính chúc bà con nhiều sức khỏe.